Chào mừng quý vị đến với Sở Chánh Phật Vân. Chúng tôi rất vui mừng được chào đón gia đình quý vị và cộng đồng học tập đang phát triển của chúng tôi. Sở Học Chánh của chúng tôi cung cấp một trường học trong khu vực cho mọi trẻ em sống trong ranh giới trường học của chúng tôi, cùng với các chương trình chuyên biệt có sẵn thông qua quá trình nộp đơn hàng năm. Qua phần trình bày này, quý vị có thể bắt đầu khám phá các lựa chọn chuyển trường từ mẫu giáo đến lớp 5. Quý vị sẽ tìm hiểu cách ghi danh, nơi lấy thêm thông tin và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm đến các lựa chọn chương trình trung cấp và trung học, xin vui lòng truy cập trang web PPS. Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu khám phá các lựa chọn cho lớp mẫu giáo đến lớp 5. Hầu hết học sinh tìm thấy trường học trong khu vực phù hợp nhất với các em, nơi cung cấp đầy đủ các lớp học thiết yếu, cũng như các môn học phong phú như nghệ thuật, công nghệ và thể dục, cũng như hỗ trợ học tập và tình cảm xã hội, tất cả đều gần nhà. Chúng tôi khuyến khích quý vị tìm hiểu về trường học trong khu vực của quý vị, ngay cả khi quý vị quan tâm đến các lựa chọn chuyển trường khác. Công cụ tìm trường trực tuyến School Finder sẽ cho quý vị biết các trường trong khu vực theo địa chỉ nhà của quý vị. Truy cập trang web PPS và nhấn vào nút ghi danh ở góc trên cùng bên phải. Nút đầu tiên trên trang đó sẽ đưa quý vị đến công cụ tìm trường. Quý vị cũng có thể tìm thấy bất kỳ trường nào theo tên thông qua danh sách ở trên cùng bên trái trên trang chính của trang web PPS. Nếu con em quý vị sắp đi học lớp mẫu giáo, trang web kết nối mẫu giáo có sẵn để giúp trả lời các câu hỏi của quý vị và chuẩn bị gia đình quý vị cho sự chuyển tiếp lớn và thú vị này. Nhấn vào liên kết, kết nối mẫu giáo và ghi danh đi học trước ngày 1 tháng 6. Trong vài phút tới, tôi sẽ chỉ ra các loại lựa chọn chuyển trường khác nhau có sẵn cho con em quý vị. Danh sách này chỉ là sự khởi đầu. Xin nhấn vào các liên kết hoặc sử dụng các danh sách trường tại trang web PPS để khám phá bất kỳ lựa chọn nào trong số này. Các lựa chọn chương trình chuyên môn là các trường cung cấp các cơ hội học tập độc đáo dựa trên các chủ đề hoặc phong cách giảng dạy. Năm lựa chọn chương trình chuyên môn này bắt đầu từ lớp mẫu giáo và hầu hết tiếp tục đến lớp 8. Các lựa chọn chuyên môn ở khu Đông Nam là trường Bắc Minh, mẫu giáo đến lớp 5, truyền nghệ thuật và mọi khía cạnh của việc giảng dạy và học tập. Trường Khoa học Sáng tạo, mẫu giáo đến lớp 8, theo phong cách giảng dạy kiến tạo. Trường Sunnyside Environmental, mẫu giáo đến lớp 8, căn nguyên từ giáo dục và công lý môi trường. Trường Winter Haven, mẫu giáo đến lớp 8, một trường học theo chủ đề khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Trường Odyssey, mẫu giáo đến lớp 8, là một lựa chọn chuyên môn theo chủ đề lịch sử ở Tây Nam Portland. Các chương trình không theo truyền thống được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của những học sinh đa dạng. Những học sinh có thể không tìm thấy sự phù hợp thực sự trong một lớp học tiêu chuẩn. PPS cung cấp 3 chương trình không theo truyền thống cho các học sinh mẫu giáo đến lớp 5. Trung tâm Metropolitan Learning Center là một chương trình mẫu giáo đến lớp 12 ở trung tâm đô thị của Tây Bắc Portland. Học viện Access Academy phục vụ những học sinh có năng khiếu bắt đầu vào lớp 1. Trường sẽ chuyển đến Tây Nam Portland vào năm tới. Và Học viện Học tập Trực tuyến, một trường học trực tuyến dành cho các lớp mẫu giáo đến lớp 12. Đơn ghi danh cho chương trình này thông qua một cuộc sổ số riêng biệt sẽ mở vào cuối mùa xuân. PPS cũng tự hào có 5 trường bán công độc lập, mỗi trường có chủ đề, cơ cấu, hệ thống quản trị và sổ số riêng. Xin truy cập trang web của Charter School để tìm hiểu thêm và ghi danh. Học viện Arthur Academy ở khu Đông Nam, trường Emerson ở khu Tây Bắc, trường Cairo PBS ở khu Bắc, trường Song ngữ Hội nhập tiếng Pháp Le Mans ở khu Đông Nam và trường Portland Village ở khu Đông Bắc.
sở học chánh của chúng tôi được biết đến trên toàn quốc với việc cung cấp chương trình song ngữ hội nhập lớp mẫu giáo đến lớp 12, nơi học sinh học bằng hai ngôn ngữ và có thể đạt được chứng chỉ song ngữ trước khi tốt nghiệp. Các chương trình song ngữ tiếng Tây Ban Nha bắt đầu tại trường Ainsworth ở khu Tây Nam, các trường Beach, Caesar Chavez, Yamcho và Sitton ở khu Bắc, trường Wickler và trường Scott ở khu Đông Bắc, và các trường Atkinson, Bridger và Land ở khu Đông Nam. Hầu hết các chương trình đều nhận học sinh sống ở các khu vực khác, và tất cả các chương trình đều có chỗ cho học sinh là người bản xứ nói tiếng Tây Ban Nha. GPS cũng cung cấp chương trình song ngữ hội nhập cho các lớp mẫu giáo đến lớp 12 bằng 4 ngôn ngữ sau. Chương trình song ngữ hội nhập tiếng Trung Hoa có sẵn tại trường Dr. Martin Luther King Jr. ở Đông Bắc và trường Harrison Park và trường Woodstock ở Đông Nam. Trường Richmond ở Đông Nam là vị trí trung tâm của sở học chánh cho chương trình song ngữ hội nhập tiếng Nhật mẫu giáo đến lớp 5. Chương trình song ngữ hội nhập tiếng Nga bắt đầu tại trường Kelly ở Đông Nam và chương trình song ngữ hội nhập tiếng Việt tại trường Rose City Park ở Đông Bắc. Hầu hết, tất cả các chương trình này đều dành cho các học sinh sống ở các khu vực khác và dành chỗ cho người bản ngữ nói ngôn ngữ đó. Xin khám phá trang web ngôn ngữ hội nhập để biết tất cả các chi tiết. Slide number 9. Một khi quý vị đã khám phá các lựa chọn này, đã đến lúc lựa chọn. Nếu quý vị quyết định trường học trong khu vực của mình là phù hợp nhất cho con em, quý vị có thể kết nối trực tiếp với trường học để ghi danh. Nếu quý vị muốn nộp đơn xin chuyển trường, xin tiếp tục với phần trình bày này để biết thêm thông tin quan trọng. Đơn ghi danh sổ số chọn trường mẫu giáo đến lớp 5 của PPS có sẵn từ tháng 2 đến giữa tháng 3 hàng năm. Để biết ngày cụ thể và để truy cập đơn trực tuyến, hãy truy cập trang web chọn trường của PPS. Tại trang web đó, quý vị cũng có thể biết có bao nhiêu chỗ trống ở mỗi chương trình và cấp lớp, chỗ có giới hạn bởi quy mô lớp học và các yếu tố khác, và một số lớp sẽ không nhận đơn ghi danh sổ số. Nếu có nhiều đơn ghi danh hơn chỗ trống, ưu tiên sổ số sẽ dành cho những học sinh đáp ứng các mức đủ điều kiện thu nhập nhất định cùng với anh chị em của những học sinh đã học trong chương trình. Và hãy nhớ, các trường bán công được thiết kế riêng biệt, vì vậy hãy truy cập trang web của họ để tìm hiểu cách thức và thời điểm nộp đơn. Việc xin học các chương trình song ngữ hội nhập chỉ được thực hiện thông qua cuộc sổ số dành cho lớp mẫu giáo và thông qua đơn thỉnh cầu vì hoàn cảnh khó khăn cho tất cả các cấp lớp khác. Có thêm các phần bổ sung cho các chương trình song ngữ hội nhập để đáp ứng các mô hình chương trình học tập. Chúng tôi khuyến khích quý vị sử dụng các liên kết trên trang trình bày này để tìm hiểu thêm về ngôn ngữ, khu vực của trường học và các ưu tiên khu vực trước khi điền đơn ghi danh. Lựa chọn chuyển trường là những quyết định quan trọng cho các gia đình. Dưới đây là một số điều cần cân nhắc khi lựa chọn trường học cho con em quý vị. Hãy dành thời gian suy nghĩ về chương trình quý vị quan tâm hoặc quý vị đã nghe các gia đình khác nói về nó phù hợp như thế nào với sở thích và nhu cầu của con em quý vị. Mỗi đứa trẻ đều khác nhau, vì vậy đừng quá dựa vào kinh nghiệm của những đứa trẻ khác để quyết định xem chương trình đó có thể phù hợp với con em của quý vị hay không. Cũng cần suy nghĩ về cách gia đình quý vị sẽ đưa đón con em, chăm sóc trẻ em và các hậu cần quan trọng khác trong 6 đến 9 năm tới nếu con em quý vị chuyển trường. Ở sở học chánh của chúng tôi, việc đưa đón học sinh chuyển trường thường do gia đình chịu trách nhiệm. Vì việc chuyển trường kéo dài đến hết lớp cao nhất của một chương trình, nghĩa là lớp 12 cho chương trình song ngữ hội nhập. Xin lưu ý rằng các địa điểm của chương trình có thể thay đổi theo thời gian. Ngoài ra, các ấn định địa điểm chương trình song ngữ hội nhập tiếng Tây Ban Nha trung học được dựa trên địa chỉ của học sinh. Vì vậy, con em của quý vị có thể không học cùng các học sinh đó cho đến hết lớp 12.
việc chuyển trường giữa các trường trong khu vực chỉ được xem xét nếu có hoàn cảnh đặc biệt hoặc khó khăn. Quý vị có thể nộp đơn xin chuyển trường trong một khu vực khác bất kỳ lúc nào, nhưng sẽ có cơ hội tốt hơn nếu quý vị nộp đơn vào mùa xuân. Xin liên lạc với trung tâm ghi danh và chuyển trường để tìm hiểu thêm về quá trình chuyển trường do hoàn cảnh khó khăn. Và đây là cách liên lạc với nhóm trung tâm ghi danh và chuyển trường. Những người này luôn sẵn sàng trợ giúp qua email, điện thoại hoặc gặp trực tiếp từ thứ hai đến thứ sáu. Chúng tôi hoan nghênh mọi câu hỏi của quý vị. Cảm ơn quý vị đã khám phá các lựa chọn lớp mẫu giáo đến lớp 5 ngày hôm nay. Chúng tôi chúc con em quý vị thành công tốt đẹp dù các em theo học ở bất cứ trường nào.